Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục task 11 ha, và câu 86 vẫn đang còn ở phần dưới từ và nâng cao ha. Các bạn cố gắng làm trước và sau đó xem video chữa bài. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ bước vào làm 86 ha. He was always attentive my ideas. Anh ta luôn là theo dõi, chú ý đến những cái ý kiến của tôi. Thì các bạn sẽ có tính từ là attentive ở đây ha. Đó, chú ý để ý tới thì mình sẽ đi với the to ha. Cái này thì mình dịch ra mình cũng có thể chọn được á, kiểu như là chú ý tới cái gì đó thì mình có kiểu xu hướng đúng không, thì nó thường đi về the to. Thế là mẹo thường trong trường hợp các bạn không biết thôi nha, chứ còn vẫn phải học thuộc là nó đi về giới từ nào. Tại hên xui nhiều khi một tính từ mà nó đi kèm với nhiều giới từ thì sao, các bạn phải hiểu nghĩa. Câu 87, he is very generous his money. Anh ta rất là hào phóng về tiền bạc. Rồi thế thì mình có cái tính từ generous. Rồi hào phóng về tiền bạc thì mình sẽ có là generous with ha. Đó, hào phóng về cái gì đó. Rồi và nó còn có một cái nữa là khi mà hào phóng về làm việc gì thì mình sẽ có là in cộng với in something ha. Đó, hào phóng về việc hay giúp đỡ người khác chẳng hạn. He's very generous in helping people ha. The manager was quite agreeable my suggestion. Giám đốc khá là sẵn sàng đồng ý với cái đề xuất của tôi rồi. Thì mình có cái tính từ agreeable. Thì thông thường mình sẽ thấy là cái động từ agree đồng ý thì mình sẽ hay đi về giữa từ with, đồng ý với ai, về cái gì đó, ha. Rồi, nhưng mà ở đây cái này là tính từ thì mình sẽ có giới từ to đi kèm agreeable to ha. Đó là sẵn sàng đồng ý với cái gì đó rồi. Rồi, so became very excited receiving a promotion. So rất là hào hức về cái việc mà cô ấy sắp được thăng chức này ha, nhận được một cái sự thăng tiến à, sắp được thăng chức. Rồi thế thì mình sẽ có ở đây excited thì sẽ đi với giới từ about là nhiều nhất, mình sẽ thấy thường xuyên nhất là hào hứng, thích thú về cái gì, mong chờ về cái gì đó. Ngoài ra thì nó vẫn có thể đi kèm với cái giới từ at ha. Đó, at hoặc là about. Thì thông thường các bạn thấy cái cặp mà giới từ mà nó có thể đi kèm và thay thế cho nhau nó hay hay thường thường ấy thì nó hay có at hoặc là about lắm. Một vài tính từ nó có hay có như vậy. Rồi, thì sau đó nó sẽ là something, còn nếu không phải something thì sẽ là verb in, đúng không? Verb in có nghĩa là sao? Là cái động từ các bạn thêm đuôi in để nó thành danh từ. Rồi, thì nó cũng là something thôi, đúng không? This material is inferior the kind we had last year. Cái vật liệu này thì có vẻ kém hơn cái loại mà chúng tôi đã có vào năm ngoái, đã mua vào năm ngoái. Thế thì mình có cái từ là inferior này á, thì nó sẽ đi với giới từ to. Video trước thì mình cũng có làm một cái câu mà nó có cái từ là superior, là cậu ta nghĩ cậu ta cao cấp hơn, vượt trội hơn chúng tôi bởi vì bố mẹ cậu ấy giàu á. Đó, cái câu đó thì cái từ superior nó thì nó ngược nghĩa với inferior ha, nó là thấp kém hơn. Rồi thì mình sẽ đi về giới từ to luôn ha. Dr. Baker is very good children. Rồi, cái này mình có cái tính từ good, thì cái tính từ good này á thì nó đi kèm với nhiều giới từ. Các bạn cũng có thể đi với giới từ for là good for you chẳng hạn, cái đó thì tốt cho bạn thôi. Rồi các bạn cũng có thể dùng good at là nó khi mà mình diễn đạt một cái việc là mình giỏi ở cái môn gì đó hoặc lĩnh vực gì đó ha. Ngoài ra thì ở đây nếu như mình dùng cái hai cái này thì nó không có rồi. Thì bây giờ mình có thì mình cũng không thể là Dr. Baker nó rất là cái bác sĩ Baker này không thể là tốt cho trẻ em hay là tốt về trẻ em được đúng không? Mà ở đây nó có nghĩa là gì? Cái bác sĩ này nó người ta rất là có năng lực đối khi mà chữa bệnh cho trẻ em này, hay mình nói tiếng Việt là rất là mát tay đúng không? Rất là khéo tay, rất là mát tay đối với trẻ con. Thì mình sẽ có với giới từ with someone ha, mát tay hay là có khả năng giỏi trở về với ai đó. Đó thì ở đây mình kiểu là cái miêu tả cái nghề nghiệp bác ấy rất là giỏi với khi mà chữa bệnh cho trẻ con ha, rất là mát tay với con nít. Rồi thì mình sẽ có là good with ha. 92, he is capable being an excellent student. Anh ta có thể là trở thành một cái học sinh rất là xuất sắc. Rồi thì mình sẽ có cái tính từ là capable, khả năng ha. Đó, capable of ha, of being a verb in something, khả năng làm cái gì đó. Cái từ capable này mình cũng thường rất là thường xuyên gặp nha các bạn. Kiểu như ở trong các bài tập người ta vẫn hay dùng cái tính từ này. I'm not accustomed to being interrupted. Rồi, tôi rất là không quen, không thích việc là bị
cắt ngang, bị làm phiền, bị cắt ngang. Rồi thế thì mình sẽ có cái tính từ là accustom, nó sẽ đi về giữa thứ tư ha, nó không quen với cái gì đó. Mình hay có cái từ mà cũng tương tự là acquainted thì mình sẽ đi về giữa thứ with, còn accustom thì sẽ đi về giữa thứ tư ha. Hai cái này là mình thường thường xuyên gặp trong cái việc là các bạn thay thế cái từ be used to cộng verb in với lại là get used to cộng verb in á, là quen với cái gì á ha. Thì nó giống như vậy, tôi không quen việc bị cắt ngang, bị gián đoạn này ha. Rồi 94, I don't see why he is so unkind to his brother. Tôi không hiểu là tại sao cậu ta cứ không có đối xử tốt với anh trai cậu ta. Thì mình có cái see ở đây, nó không phải là tôi không nhìn thấy đâu nha, không phải là tôi không nhìn thấy tại sao, mà kiểu chữ see ở đây nó là động từ chỉ duy giác là cảm nhận này, hiểu này, kiểu như bởi vậy cho nên cái trong tình huống giao tiếp mình hay có câu là ok I see, tôi hiểu á, kiểu như vậy. Thì cái see đó là như vậy ha, chứ không phải kiểu tôi nhìn thấy cái gì đâu nha. Tôi không hiểu tại sao mà cậu ta cứ không tốt này. Unkind thì kind hay là unkind, không tốt hoặc là tốt với ai thì mình sẽ đi về the two ha. Kiểu như ở đây các bạn có thể phân biệt được theo kiểu là to nó khác với cái with, bởi vì cái to with mình hay dịch tiếng Việt là với. Nhưng mà ở đây cái với ở đây không phải là với đồng hành mà với kiểu đối xứng đúng không? Tốt, người này tốt với người kia, nó kiểu đối xứng nhau, cho nên mình theo kể từ từ to là hướng tới. Chứ còn cái to with là kiểu như các bạn mang bên mình, các bạn có bên mình, nó hay như vậy. Đó là kiểu như là để phân biệt một chút theo cái cách hiểu tiếng Việt của mình. Nhưng thực ra thì đó là theo kiểu cách hiểu tiếng Việt của mình thì như vậy thôi, chứ thực ra tiếng Anh kiểu như ở đây cái từ unkind cho nó quy định là đi về to thì mình phải học theo là theo to thôi đúng không? Rồi 95, he was sick, hunger, he had eaten anything for 2 days. Rồi anh ta phát điên lên, phát ốm này ha, phát ốm vì đói rồi. Cậu ta đã không ăn thứ gì được trong 2 ngày rồi. Thế thì mình sẽ có cái từ sick thì sẽ là from ha, from something, phát ốm về cái gì đó. Rồi China is rich in minerals. Trung Quốc thì rất là giàu khoáng sản. Thì mình có cái tính từ rich thì giàu, giàu về cái gì đó. Thường thường á, mấy cái này nó dùng về cho nhiên liệu khoáng sản này kia, này khí đốt này kia ha. Thì mình sẽ dùng cái rich in ha, giàu về cái lĩnh vực gì đó, về cái khoáng sản gì đó. 97, I'm not absolutely certain it. Tôi hoàn toàn là không chắc chắn về điều đó. Thì mình sẽ có cái tính từ certain, nó sẽ đi về giới từ of ha. Cái từ certain này mình cũng có làm trong cái câu nào đó ở test time rồi, các bạn có thể xem lại để cho nhớ hơn ha. 98, it's nice you to be concerned with me. Rồi, bạn thật là tốt bụng khi mà rất là quan tâm về tôi. Thì mình có là it's nice, hoặc là it's kind, hoặc là it's good, thì sẽ là of someone ha. Khen ai đó thật là tốt, thật là nice, thật là tử tế như thế nào đó, thì mình sẽ có cấu trúc luôn là it's nice of you, it's kind of you ha. Thì mình sẽ có of cộng someone là bạn thật là tử tế. To be concerned thì sẽ là concerned about đúng không? Đó, lo lắng quan tâm ai ha. Đó, chính là I hope you don't think it is rude me to refuse. Tôi hy vọng là bạn không nghĩ là tôi thô lỗ khi mà tôi từ chối. Thì ở đây mình có là it is rude of someone đúng không? Nó giống như trên này vậy, it's nice of someone, ai đó thật là tử tế. Thì ở đây ai đó thật là thô lỗ thôi đúng không? It is rude of someone, hoặc là it is kind of someone, hoặc là it is nice of someone, hoặc là good of someone. Có nghĩa là mình có một cái tính từ cộng of cộng someone để khen cái tính cách người ta như thế nào đó. Thì ở đây là tôi hy vọng là bạn không nghĩ là gì, nó không phải là kiểu như là nó thô lỗ về tôi đâu nha, mà kiểu tôi hy vọng là bạn không nghĩ rằng tôi đã thô lỗ này khi mà từ chối cái việc đó. Thì mình sẽ có là of cộng someone để miêu tả cái tính cách của người ta như thế nào ha. Rồi 100, I'm not very keen modern music, keen on ha. Cái từ này mình gặp rất là nhiều rồi. Tôi không thích cái nhạc hiện đại ha. I feel confident the future of our country. Tôi cảm thấy rất là tự tin, rất là chắc chắn về tương lai của đất nước chúng ta. Rồi thì mình sẽ có tính từ confident thì sẽ là about ha, đó, tự tin về cái gì đó. Rồi tiếp tục 102, they are incapable expressing themselves in decent English. Năng trong việc là thể hiện, đó, trình bày tiếng Anh một cách đường hoàng, tiếng Anh đường hoàng đó, thể hiện này, chính họ này, bằng cái tiếng Anh lưu loát đường hoàng ha. Rồi thế mình có cái tính từ capable ở trên là có khả năng làm cái gì, thì cái này tiền tố ngược là incapable là không thể thôi, thì nó vẫn đi về giới từ of ha. Rồi tiếp tục thì bằng ngôn ngữ nào đó,
Đó thì mình sẽ có là in cộng ngôn ngữ đúng không? Rồi hoặc là bằng bằng lời nói hay bằng chữ viết hay bằng ngôn ngữ thì mình sẽ có là in, rồi in English bằng bằng tiếng Anh thôi. Rồi cái từ descent là chẳng qua là một tính từ để bổ ngữ thêm cho cái danh từ thôi ha. Đó, cho nên là mình sẽ có là phương án B là phương án chính xác nha. Rồi tiếp tục 103. These days everybody is aware the dangers of smoking. Ngày nay thì mọi người đều ý thức được về việc sự nguy hiểm của thuốc rồi. Thì mình có cái tính từ aware thì nó sẽ đi về dấu từ of thôi ha. Ý thức về cái gì đó hoặc là cái danh từ awareness nó cũng là đi về dấu từ of đó nha. 104. My problems are very similar yours. Những cái vấn đề của tôi khá là giống của bạn đó, ha. Similar tương tự, khá là giống. Thì mình sẽ có cái tính từ là similar thì nó sẽ đi về dấu từ to thôi. 105. I can't stop to talk to you now. I'm a bit short of time. Ha. Cái từ short of something này, thiếu thốn cái gì này, mình đã làm một cái câu trong video trước rồi ha. Tôi đang túng thiếu tiền, bạn có thể cho tôi mượn một ít hay không? Mình sẽ có là short of something là thiếu túng cái gì. Rồi cái câu này mình để ý là có can't stop to talk to you. Tôi không thể ngừng để nói chuyện với bạn được. Có nghĩa là sao? Người ta đang bận một cái việc khác và người ta không thể dừng lại được. Người ta không thể dừng lại cái việc đó để mà nói chuyện với người này được. Chứ không phải kiểu là tôi không thể ngừng nói chuyện với bạn là ngừng cái việc nói chuyện với bạn anh nha, khác nhau nha. Nếu như mà mình dùng stop verb in á, thì nó có nghĩa là ngừng cái việc đó. Người ta đang làm cái gì đó và người ta ngưng cái việc đó. Còn mà ở đây stop to verb có nghĩa là người ta đang làm một việc khác và người ta ngừng để chuyển qua một việc khác. Thì ở đây tôi không thể ngừng để mà nói chuyện với bạn bây giờ được, bởi vì gì? Người ta đang rất là ít thời gian, không có thời gian để mà ngừng để mà nói chuyện đâu. À, người ta vẫn đang còn bận cái gì đó. Còn trong trường hợp mà ở đây người ta dùng I can't stop talking to you, nghĩa là tôi không thể ngưng cái việc nói chuyện với bạn được ha, là người ta vẫn đang nói chuyện với nhau và không thể ngưng được. 106. The police are responsible maintaining law and order. Rồi công an thì gì, có nghĩa vụ phải là làm, có nhiệm vụ là duy trì luật lệ đúng không, luật pháp và trật tự này thì luật lệ thôi. Rồi thì mình sẽ có cái tính từ là responsible thì sẽ đi về dấu từ for ha. Còn khi mà chịu trách nhiệm trước ai á, vì cái việc gì đó thì mình sẽ có là to somebody rồi đến là for something nha. Thì ở đây là chịu trách nhiệm về cái việc là duy trì luật lệ này. Nhưng mà ví dụ chịu trách nhiệm trước chính phủ chẳng hạn, thì mình sẽ có là gì? Are responsible to government ha, for maintaining. Đó, mình phải để ý cái đó. Nhiều khi mình hay nhầm to với for đó nha. Rồi, 107. I was very impressed the lesson he taught. Tôi đã rất là ấn tượng về cái bài học mà cậu ta đã dạy. Rồi, hoặc là thầy ấy đã dạy ha. Rồi thì mình sẽ có impressed là ấn tượng bởi cái gì đó thì mình sẽ có by nha. 108. I was delighted the present you gave me. Tôi rất là thích, rất là vui vẻ với cái món quà mà bạn đã tặng cho tôi ha. Thì mình sẽ có cái tính từ delight thì nó sẽ đi kèm với dấu từ with, và thực ra nó vẫn đi kèm được với dấu từ at ha. Vui vẻ về cái gì đó, các bạn có thể tra thêm các tài liệu và thấy là người ta có thể dùng luôn phiên at với lại with được. She is quite nice, but I couldn't like to be married her. Cô ta khá là tử tế nhưng mà tôi không thích kết hôn với cô ta. Thì mình sẽ có cái cụm là good like to verb này. Rồi, cho nên để ý ở đây to verb này, và cái verb ở đây là be nha các bạn ha. Chứ không phải là cái verb ở đây là cái từ marry trợ thêm ed đâu nha. Cái động từ ở đây nó là đang là động từ to be. Đó, và sau good like thì to verb này. Rồi, và ở trong tình trạng kết hôn của ta thì mình có là be married thì sẽ là to someone, kết hôn với ai. Rồi, đã nhắc một lần là cả mình không dùng cái từ with rồi. Tại vì khi mà các bạn dùng with thì phải là các bạn phải hiểu bản chất cái từ with nó kiểu là hàng đính kèm ha. Cô ta đã kết hôn và đã có con rồi. She's married with children. Đó là kiểu người đó là đã trong tình trạng là đã kết hôn rồi nè, có hôn thú rồi nè, và đã có con luôn rồi. Là cái từ with nó nghĩa là như vậy, chứ không phải kiểu trong trường hợp mình dịch là người này kết hôn với người kia thì không thể dùng with được nha, mặc dù dịch là với, mà cái từ với đó là mình phải dùng cái từ to ha. Rồi tiếp tục 110. Nancy is engaged a friend of mine. Nancy đã đính hôn với một người bạn của tôi. Rồi thì mình sẽ có cái từ là engaged thì nó sẽ đi kèm với the to thôi đúng không? Đính kèm với ai, à đính hôn với ai đó, sorry. Rồi tiếp tục. Còn khi mà mình dùng cái từ engaged with thì nó có nghĩa là bận nha, mình bận làm cái gì đó. 111 ha. We are virtually immune to certain diseases which cause death elsewhere. Chúng tôi hầu như là miễn dịch với một cái số bệnh mà những cái bệnh đó có thể gây ra cái chết ở những cái nơi khác ha. Rồi thế thì mình sẽ có cái tính từ immune thì miễn dịch với, thì mình sẽ đi về dấu từ to ha, miễn dịch với cái bệnh gì đó. Rồi.
Rồi 1-12, breathing as a toss lightning air may be hazardous. Hít thở không khí chứa amian thì có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Thì mình có cái từ hazardous này, nó sẽ đi về giới từ to ha, gây nguy hiểm cho cái gì đó. Giống như cái từ harmful to á, có hại cho á. Rồi strong winds are expected to make roads hazardous drivers today. Rồi những cái cơn gió mạnh là có thể được cho là sẽ làm cho khiến cho những cái con đường trở nên nguy hiểm cho những tài xế vào ngày hôm nay. Thì mình sẽ có ở đây nó không phải là cái tín từ mà không phải giới từ đi kèm cho cái từ hazardous này nữa, mà nó đi kèm là cái chỗ cái từ make này này, khiến cho những con đường trở nên nguy hiểm này, thì nguy hiểm cho những ông tài xế đúng không? Đó chứ không phải là cái giới từ đi kèm và cái tín từ này nữa. Cho nên mình sẽ có là cái này chỉ mục đích rồi. Đó, và cho nên mình sẽ có là for ha. Đó, các bạn cần phân biệt được. Nhiều khi mình nhìn ở đây này, mình thấy này, nhưng thực tế ở đây nó có cái từ make đi kèm trước rồi, khiến cho những cái này nguy hiểm này. Đó, cho những ông tài xế đúng không? 114 ha, I'm interested in đúng không các bạn ha, tôi thích thú, tôi say mê, tôi cuốn hút trong cái gì đó, tôi thích, rất là thích cờ vua. But I'm not very good at it ha, nhưng mà tôi không có giỏi nó lắm. Thì mình sẽ có tính từ good hoặc là tính từ at, thì giỏi về một lĩnh vực gì đó, một môn gì đó thì mình sẽ gọi là good at ha. Ok, rồi mình đã xong video ngày hôm nay tới 114. Video tiếp theo thì chúng ta sẽ làm tiếp Test 12 ha, và cũng là bậc B1, B2 ha, cũng khó. Và cái phần này chúng ta sẽ học về giới từ sao động từ, vẫn là phần giới từ. Các bạn thấy không, cái phần giới từ nó khó, cho nên là liên tục cái Test 10 cho tới Test 12 là 3 cái bài test luôn để luyện cho các bạn luôn. Có nghĩa là nó rất là nhiều, và các bạn cần phải nhớ học thuộc nhiều thì chúng ta mới làm được. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi, và chúc các bạn càng ngày càng tiến bộ.